Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh của mình. Thì clip này mình sẽ hướng dẫn tiếp cho các bạn là thêm cái phần tập phim các bạn. Bây giờ mình click vào tập phim ha. Rồi, thì mình đã liệt kê ra được là cái tập cho cái phim đó rồi. Thì bây giờ mình sẽ thêm thêm tập phim hoặc là xóa tập phim. Thì ở đây các bạn sẽ quay lại cho mình cái phần list detail này. Ở đây cái phần mà thêm tập phim các bạn. Không, list episode mới đúng chứ. Rồi, thêm tập phim. Thì ở đây mình sẽ ghi là một cái action round các bạn. Để cho nó một cái round mới đi. Là list episode store đi ha. Rồi, là lưu trữ cái tập phim các bạn. Và mình sẽ dựa vào gì các bạn? Dựa vào cái slot phim, đúng không? Cái slot phim. Rồi, slot phim thì ở đây có nè các bạn, movie slot nè, các bạn chỉ việc là copy rồi các bạn bắt xuống đây thôi. Rồi bây giờ mình sẽ qua mình ghi cho nó cái round ha. Mình sẽ tắt những cái không cần thiết đi. Rồi đó, phương thức post nha các bạn. Rồi cái hàm, tên hàm thì các bạn sử dụng tên hàm nào cũng được ha, miễn sao là nó phương thức và nó lấy đúng cái tên hàm là ok. Bây giờ là mình click function versus store. Rồi ở đây thì các bạn sẽ cho mình là request thôi, và request rồi để lấy tất cả dữ liệu ha. Bây giờ thì cái thứ nhất còn một cái là cái slot các bạn. Rồi sau khi các bạn đi xong như thế này rồi thì bây giờ các bạn thử các bạn click refresh lại ha. Rồi sau đó các bạn click thêm tập phim cho mình để coi nó đó, thì nó chạy qua cái gì, cái trang là round, cái list episode store nè ha, là cái trang mà mình hiện tại chưa có gì hết cho nên là nó trống nè các bạn, cho nên nó trắng trơn ha. Rồi bây giờ mình sẽ là đầu tiên á, các bạn lấy ra movie cho mình, tại vì mình muốn lấy ra cái movie các bạn, cái phim các bạn ha, mình sẽ muốn lấy ra phim để mình lưu vào cái gì các bạn, mình lưu vào cái episode, có nghĩa là cái tập phim. Tập phim thì nó sẽ cần có movie ID của phim các bạn ha, tập phim lên phim các bạn nó có cần có là movie ID nè, cái số tập nè, ngày update, ngày tạo nè, và cái server của nó các bạn ha, là cái server. Thì đây là server, là mặc định là server 1 nè. Rồi thì ở đây các bạn sẽ cho mình là movie thì nó dễ rồi ha, movie các bạn sẽ cho mình là where slot. Slug phim các bạn sẽ bằng slug mà mình đẩy qua ha, rồi first có nghĩa là mình lấy cái dữ liệu đầu tiên. Rồi sau đó là các bạn sẽ gì, các bạn sẽ copy cho mình cái dòng này rồi để lấy ra cái phim, đúng không các bạn, để lấy ra cái phim, ví dụ là cái slug nè. Rồi nó sẽ trả về kiểu JSON cho mình, thì đây nó sẽ trả về cho mình được cái kiểu JSON như thế này, có nghĩa là cái phim The Summer I Turned Pretty Plain này, plain hay là pen trời. Rồi đó, dữ liệu thì mình mặc định mình cần cái này nè các bạn, cái số tập này mình cần cái những dữ liệu dưới đây. Thì ở đây các bạn đầu tiên á, các bạn sẽ cho mình là for each, thì nó cũng giống như bên kia thôi các bạn. Bây giờ là mình list episode nè, ở cái dòng for each nè, for each episode ha. Rồi sau đó là gì, cái đó các bạn xuống cho mình như thế này ha. Rồi số tập, bây giờ là mình có cái dữ liệu tập nè. Thì bây giờ mình sẽ thêm như sau, các bạn mở lại cho mình là cái episode controller để gì, để mình copy cái thêm số tập các bạn ha, thêm số tập thì new episode nè, các bạn copy cho mình cái dòng này thôi ha. Rồi các bạn bắt ra như thế này. Bây giờ nè, new episode có nghĩa là tạo một cái gì các bạn, tạo một cái database ha, tạo một cái model episode mới, sau đó movie ID, thì movie ID mình lấy được ở chỗ movie này đúng không. Rồi movie này bắt ra. Rồi, Sira ID đúng không? Mình sẽ lấy cái gì? Cái này là movie nè. Cái này chỉ vẫn lấy được cái tên dựa vào slot nè. Cái dữ liệu movie các bạn dựa vào slot, sau đó các bạn chỉ việc là Sira ID thôi. Rồi cái link phim. Thì cái link phim ở đây á, mình sẽ có là link embed, và nó sẽ có biệt sub và nó có thuyết minh các bạn ha, nó biệt sub và thuyết minh. Thì ở đây các bạn là ở đây nè, nó có một server biệt sub thôi, chứ nó không có server thuyết minh. Thì có nhiều cái phim nó sẽ có thêm cái server thuyết minh nữa các bạn, có nghĩa là nó sẽ có hai lần cái server data như thế này.
Thì bây giờ các bạn cứ forward cho mình. Bây giờ cái link phim đúng không? Movie ID, episode new. Các bạn để cho mình là forward ở chỗ này ha, forward episode respond à, với phần respond này. Rồi. Và mình sẽ vào là cái gì vậy? Các bạn server data ha, server data. Rồi. Add key Sira gì các bạn? Add key Sira value cũng được ha. Respond data đi ha. Rest data tùy theo các bạn đặt tên thôi. Mình cốp nguyên cái cụm này. Rồi, có nghĩa là gì? Có nghĩa là vòng lặp for each này, episode này nó chạy có một lần thôi các bạn, tại vì vòng lặp này nó chỉ có một mảng thôi. Thì sau đó là nó chạy tiếp ha, sau đó nó chạy tiếp server data và server name thì nó cũng chỉ có một thôi, cho nên nó chạy một lần ha. Ví dụ như episode server data này có hai lần thì nó sẽ chạy hai lần thêm cho mình, ba lần thì nó sẽ chạy ba lần thêm cho mình ha. Rồi cái link này, cái data link này thì mình sẽ thêm bằng cách này ha. Các bạn quay lại các bạn sẽ thấy nè, data link nó như thế này nè ha. Các bạn copy cho mình đây, data link nó sẽ như thế này, thì các bạn sẽ copy cho mình như sau, copy nguyên cái frame này cho mình. Rồi các bạn mát ra đây cho mình ha. Các bạn chỉ việc là thay cái src này lại thôi. src này bằng bằng cái gì các bạn? Bằng rest data đúng không? Rest data gì? Rest data link ha, link embed đi, link embed ha. Mình không có xài cái link m3u8 nha các bạn, tại vì cái iframe á nó sẽ không chạy được cái link này. Thì để mà chạy được cái link này các bạn phải thông qua một cái phần mềm trung gian dùng để stream phim ha, thì nó mới chạy được cái link này các bạn ha. Thì khi các bạn chạy cái link này á, mặc định á, nó sẽ bắt các bạn down về đó, nó nhảy lên nó bắt các bạn down về liền ngay lập tức ha. Cho nên là mình chỉ sử dụng cái link embed này thì mình mới chạy trên iframe được thôi đó. Rồi mình chỉ sử dụng cái này thôi ha, link embed press. Nó đang bị sai cái gì đây à? Rồi ok, đang bị sai, sao nó đổi chót vậy? Đang từ từ, mình coi lại ta ha. Ở đây, đây nó đổi sẵn rồi nè. Cái dòng này nó đang bị lỗi, không biết lỗi gì đây ta. Iframe bằng. À, ok. Bạn sửa lại cho mình cái dấu nháy thành dấu nháy này ha. Rồi. Bây giờ mình nối chứ, nối quên mất. Rồi, nối với FB ha. Giờ là sẽ gì? Rest data đúng không? Rest data. Rồi ok. Sau đó là các bạn đẩy gì cái link link gì? Link embed vào ha. Mình không có sử dụng link kia nha. Rồi. Movie episode. Episode này là số tập các bạn. Thì là các bạn sẽ là số tập là name đúng không? Name chứ không? Chứ không có slot nha các bạn. Name. Rồi, đây. Ở đây các bạn sẽ cho mình là nếu mà khi cái key này các bạn đổi tên cho mình là cái key key server đi. Key server à, key data cũng được ha. Key data. Nếu mà key data thì tại sao mình nếu như thế này các bạn? Tại sao mình nếu như thế này ha? Nếu mà key data bằng gì? Bằng không. Có nghĩa là cái mảng là đầu tiên nó chạy bằng không trước đúng không các bạn? Thì ở đây chủ yếu là mình check gì? Chủ yếu là mình check coi cái server này nó chạy bao nhiêu server. Ví dụ như nó chạy server Việt Súp, sau đó nó chạy server Thích Minh, nó sẽ server Phú Đề. Phú Đề là mình có là ba cái server data này, thì nó sẽ thêm hết cho mình ba cái server data đó vào ha. Thì nếu mà một á, khi bằng không có nghĩa là ở đây là server data nó chỉ có một thôi ha, nó chỉ có một thôi thì nó chạy là một ha. Nói chung là cái vòng lặp for each này á, thì nó chỉ chạy là server của thằng ổ phim này á, thì nó chạy server data là chỉ có là bằng không cho tới một thôi các bạn, nó chỉ có hai server là hết thôi các bạn, việc sub hoặc thuyết minh thôi ha, việc sub hoặc thuyết minh thôi chứ nó không có thêm việc phụ đề cũng là việc sub các bạn ha. Đó, khi bằng không có nghĩa là nó chạy mọi server đã cái mảng đầu tiên nè, nó chạy cái mảng đầu tiên thì cái server name của mình á, bây giờ mình fix cứng cho nó các bạn. Bây giờ các bạn fix cho mình là cái ở đây các bạn sẽ cho mình ở đây các bạn sẽ để cho mình là cái server. Mình sẽ lấy là cái server của mình đâu ta, link server đâu ta, link movie đây này các bạn. Mình sẽ có là đầu tiên là mình sẽ lấy là link movie nè,
bằng là link OV ha, order bike ID. Đầu tiên là mình lấy cái LDS, thay vì các bạn fit cứng ha, thay vì các bạn fit cứng thì ví dụ như các bạn fit cứng cái server là ID bằng 1 đi, các bạn lấy ID bằng 1 đi, nhưng mà sau này á, các bạn lỡ các bạn xóa đi thì cái ID này nó bắt đầu nó chạy từ 2 đi thì là cái code của nó sẽ bị lỗi. Cho nên bây giờ mình sẽ lấy hết dữ liệu ra ha, mình sẽ lấy dữ liệu dựa vào gì, dựa vào cái random các bạn ha, nó giống như kiểu random thôi. Rồi bây giờ mình sẽ lấy là first ID và dash. Dash có nghĩa là nó lấy ID mới nhất, có nghĩa là link okru ha. Đó. Rồi sau đó là các bạn sẽ cho mình là cái server đúng không, episode, đây episode là server đúng không. Rồi ok, copy cái này xuống, rồi các bạn copy nguyên cụm này xuống cho mình. Ở đây mình sẽ lấy cái server là gì, server là cũ nhất, mới nhất, cũ nhất ha. Đó, để cho nó tự động random nó lấy. REST data thì là link movie bằng gì các bạn, suy ra ID rồi ok. Đó, vậy nó đỡ lỗi ha. Ví dụ như các bạn thích cứng là link bằng 1 đi, link bằng 1 như thế này. Nhưng mà sau này lỡ bạn các bạn xóa đi ha, các bạn xóa cái dữ liệu ở cái chỗ link movie này đi, mà cái ID á, các bạn bắt đầu các bạn thêm cái ID nó bắt đầu từ 2 thì nó sẽ không hiểu số 1 nó lấy đâu ra ha, cho nên nó sẽ bị lỗi code. Đó, cho nên là các bạn làm như vậy nó dễ đi. Rồi, ngày tạo mình sử dụng là nào carbon, ngày test cũng nào carbon rồi save lại. Sau đó gì, sau khi mình xây xong rồi ha, đây xong rồi mình sẽ quay về cái trang trước đó đi. Rồi kiểu rack back đi. Rồi như thế này, bây giờ mình thử ha các bạn. Bây giờ mình có cái phim này đúng không, cái phim này mình quay lại nè. Rồi bây giờ mình thêm tập phim là nó gồm là có 3 tập đúng không, thêm tập phim, à thêm phim chứ, thêm phim cái thêm này, cái phim này là mình chưa có thêm đúng không. Bây giờ các bạn quay lại đi, quay lại bây giờ mình thêm phim trước đi, thêm phim này rồi 3 tập. Bạn đợi tới xíu ha, đồng bộ phải lâu rồi, thêm phim rồi thì nó sẽ xuất hiện chữ xóa phim ha. Rồi sau đó mình vào tập phim, cái này nó hơi lâu tí xíu ha, tại vì nó không sử dụng Ajax các bạn đó, cho nên nó hơi mình phải vào cái trang rồi mình mới thêm được, chứ không phải là thêm trực tiếp giống ứng dụng mà single page ha, mà một trang không phải giống ứng dụng vậy ha các bạn. Rồi thêm tập phim, bạn đợi tí xíu ha, nó chạy về là nó thành công, nó chưa xuất hiện lỗi là thành công ha, nhưng mà nó thêm hơi lâu rồi, episode nó không hiểu rồi ok, tại vì nó chưa có cái app model episode nè. Đó, class app HTML controller episode not found, nghĩa là chưa có ha, not found mà không tìm thấy, không tìm thấy nghĩa là chưa có các bạn. Rồi mình được kết lại, bây giờ mình sẽ quay lại ha, tại vì cái phương thức post các bạn refresh thì cũng được, nhưng có điều mobile movie nó cũng chưa hiểu luôn nè. Rồi ok, đó cho nên mình thiếu nè. Rồi movie ok, bây giờ mình thử refresh thôi. Đó, bắt đầu này kêu là confirm forms resubmit, có nghĩa là xác nhận cái form các bạn là gì, resubmit ha, bạn gửi lại các bạn, submit là gửi ha, resubmit là gửi lại. Rồi ok, general oral server does not have a valid insert, đây nào nó insert hết được hết rồi nè, nhưng mà nó sẽ không hiểu cái gì, cái không hiểu cái server các bạn, nó vẫn chưa hiểu cái server link movie. Nó có link movie nè, ID nè, episode, server. Rồi ơi, cái này mình chưa có thay đổi lại tên nè, chi nó không có ấy ha, nãy mình copy cái episode, các bạn nhớ đổi lại tên cái này nha. Rồi bây giờ tôi read lại nè, đi submit lại nè, chạy không, phải chạy thôi. Rồi ok, sau khi thêm xong rồi nè, thì sau khi thêm xong thì các bạn sẽ thấy nè, episode ID phim mới nhất là 187 nè. Bây giờ các bạn quay lại cái phần liệt kê phim á, mình coi chỉnh đây 3 tập nè các bạn. Đó, thì ở đây nó xuất hiện 3 tập trên 8 tập nè. Cái phim này là mới cập nhật 3 tập thôi các bạn ha. Nó tổng số tập là 8 tập. Đó, episode total nè là 8 tập ha. Giờ tập 1 coi. Đây nè các bạn, tập 1 mới chạy nè. Đó. Ok ha.